Đây là Land Rover con màu, đủ màu của Thái Lan. Hiện tại giờ bên công ty mình chỉ có duy nhất từ đây đến trước Tết thôi. Trước Tết âm lịch nha, 2018. Thì cái dạng cây con này hiện tại đang có giá rất là rẻ. Bình thường chúng ta mua một cây này thì giá của nó là 15.000, nhưng mà hiện tại bây giờ đang có đợt thanh lý, do là chúng ta có lô hàng rẻ là chỉ có 9.000 đồng một cây lẻ vậy thôi. Khi mua số lượng nhiều thì nó được giảm theo cái website mình đăng, tức là sẽ có cái đường link cho các bạn coi để khi mua chúng ta mua 500 cây, 1.000 cây thì giá nó thế nào. Nhưng các bạn nhớ là nó chỉ có đợt thanh lý đợt này thôi, chứ sau này giá nó mặc định nó sẽ quay trở lại là 9.000 đồng, 15.000 đồng một cây. Còn hiện tại bây giờ giá thanh lý của nó 9.000 đồng một cây. Đó các bạn ha, các bạn chú ý điều này. Đây là những cái cây Land Rover đủ màu của Thái Lan. Đó, thì cây xe cây nó cũng khoảng tầm như vậy. Đây xe cây khoảng tầm như vậy ha. Cây rất là khỏe đẹp. Nhưng mà chỉ đợt này thôi, trước Tết thôi các bạn ha. Các bạn có nhu cầu về trồng lan cây con, giờ đây là cây khỏe mạnh, thì chúng ta nhanh chân đặt hàng trước Tết hôm nay, âm lịch hôm nay nha các bạn ha. Xin chào.